nghi vấn nhật lê bị tình cũ hưng hari khịa cảm ơn vì đã bỏ rơi tôi đăng ảnh người yêu mới nhưng lại cảm ơn người cũ vì đã bỏ rơi mình hưng hari được cho là đang ngầm ám chỉ tới nhật lê liên quan đến cái tên quang hải tình mới tình cũ hay thậm chí tình cũ của tình cũ vẫn được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm và nhật lê hưng hari là những cái tên như vậy tuy khoảng thời gian bên nhau chóng vánh nhưng Hưng Hari vẫn để lại ấn tượng cho cư dân mạng khi được biết đến là doanh nhân trẻ giỏi kiếm tiền. Mới đây, bài đăng trên Instagram cá nhân của Hưng Hari được cho là ngầm khả khiện Nhật Lê đã bỏ rơi mình để quay về với tình cũ khiến cư dân mạng xôn xao. Cách đây ít lâu, Hưng Hari tình cũ Nhật Lê đã bắt đầu úp mở diện mạo của người yêu mới trên trang cá nhân. Trong một số bài đăng. Chiếc nhẫn hay chiếc váy cưới lung linh trên người cô gái khiến cư dân mạng cho rằng cả hai sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, mới đây Hưng Hari đã có động thái được cho là cả khịa nhật lê với bài đăng. Nhiều lúc phải cảm ơn người ta đã bỏ rơi lại tôi, cho tôi tìm thấy người. Mình cứ thế nhé tay cầm tay, thế nhé vai kể vai, trên con đường ngày mai. Sau tin đồn tình cảm với Nhật Lê, anh chàng doanh nhân trẻ chưa từng công khai người khác cho đến nay, nên những người quan tâm tin chắc rằng lần này anh đang muốn gửi tới Nhật Lê. Trong khi cả hai người cũ Hưng Ari và Quang Hải đều đang có những giây phút hạnh phúc bên bạn gái mới, dường như Nhật Lê vẫn chỉ bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Chẳng đoái hoài tới những lần được déo tên, nàng hot girl thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ăn uống, đi chơi vui vẻ bên bạn bè. Lần duy nhất cô nàng đăng ảnh được dân mạng cho rằng rất khéo léo thể hiện mình không quan tâm tới cuộc sống của người cũ, chỉ dành thời gian cho bản thân tuy không thể tránh khỏi những giây phút tâm trạng nhưng có vẻ như sau những sóng gió tình cảm nhật lê đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại của mình